Ủa, em về hả? À, không về chứ. À không, chắc em làm khác À, xin em làm để làm chi à? cấp Để cấp phải làm sao làm giờ làm đại tư thì làm cái gì nào là chứng minh ngoại em cho nên là học mình làm thẻ ngân hàng này làm cái gì đâu bố bạn gì sao giờ đi làm Khi mô tối nay à? chắc rồi. À, lâu đi đi lại cái lâu chưa được ra đi nhiều lắm. Quá nhiều. Bình thường đâu đi được nữa đâu. Vào đây dễ sợ. Ủa, em về là trúng. À, thế làm thế sao làm được? Này thì đi à, mấy bữa sau rồi. Thứ sáu, sáng thứ sáu. Tối thứ sáu em ra. Có gì thay đâu. Thì ví dụ về nhà mới về mà. Về làm xong giấy tờ ra thôi chứ. Tại ví dụ tối em về là em đã được thứ năm thứ sáu rồi. Tối thứ sáu ra là thứ bảy tới. Đúng không? À, cô đơn lẻ loi. Chứ vừa rồi làm không được à? Không kịp à? Rồi nó không có đợt làm rồi là À, được cái ủa, sao có cái đợt nữa hả? Sao kỳ vậy ta? mình làm đóng nó làm theo theo xong nó thốn xong á À. nó định lượt mình làm. À, ví dụ như Hà đến lượt là Hà về đó. Căn cước là 50 ngày mới có hả ta? Rồi. Chị làm lâu lét rồi đó. Chị làm ra hả? Chị làm 7 đời rồi. Cân cường mà. Ừ. Chị Tốt. làm được tháng mấy rồi. Rồi là làm mổ. Chị làm ở trên chỗ quận Hải Châu này. Tại vì chị định làm giấy chứng minh. Giấy chứng minh chị tà le tắt lét rồi. Cái chị kêu đi lên làm giấy chứng minh. Xong cái hắn kêu là bữa nay ngưng làm giấy chứng minh rồi. Làm cân cường á. Cái kêu ra sẽ làm cái chị chỗ đi lên làm luôn. Là lúc đó là chưa ai làm nhiều. Thế Chị cũng tự rành. chưa ai làm nhiều. Mà giờ chờ chị vẫn chưa có. Mà Wow. đang thấy mấy đứa có hết trơn rồi trời. Chị Hay có là gửi hắn làm trước mình nữa. Chắc chứ. chị có nói gửi cho chị thấy không? Ông bây ông lại hỏi luôn mà ông cũng không nói mà ông kêu thì một có là ông gửi cho các bạn liên hệ. Đâu cả. Như 50 mấy ngày lận mà 50 52 tháng lận mà chị thì chưa bây giờ mới rộ lên mà chị làm xong là họ đi làm luôn thông báo luôn không đông đỡ chứ chờ mệt lắm. Về là nhà làm chờ chờ mày đó. Em biết nhà thằng đấy chỗ cái thằng đấy làm cho mình Không có, làm hả? này Việt Nga hả? nhà không ý
là biết chỗ. Rồi nó về trung lính ở Thầy Bình chứ. Cùng quê con anh chị đó. Dạ. Cùng quê anh Linh. À, về đây. Thầy Bình. Máy kinh mạnh nó bị rớt hết rồi, đen này. Chỉ còn bao nhiêu nữa đây. Sao em biết làm lạ được. Khó càng ngày càng khó đâu. Có cái một càng ngày càng dễ đâu. Mấy người đi làm ăn xa là trừ là phải gì á, ví dụ như thông báo là phải về làm cái gì. Làm đi mặt bên lời thôi. Thì cũng như chúng mình họ vẫn chấp nhận, nhưng mà nói chung là phải làm Chuẩn bị đêm khỏe em ta thế. Không đi làm chẳng cần làm không chịu luôn à, không cho làm. chị nữa chúng mình chị thôi khỏi nói luôn. Mà ý là than cứ là không có này có kia rồi khỏe. Ví dụ mình làm rơi làm mất là răng ta. Năm nay chắc năm nay Nhưng mà như có một chiếc chiếc gì đó mà. Rồi có thầy có mã số nó tìm ra được. là tin được không? Mì cái sim kìa. Cũng hay chứ gì. Cái này là giống nước ngọt đúng không ạ? Con Con vẫn chữa trị dùng bình thường mà em. thì mới hết hàng mà mất cả trị Chứ mình có hay hàng này hả? Ủa rất là chị hình như cũng gần hay hàng không ta? Không biết nữa luôn. để ý đâu nên gọi biết trong chương trình. Mười mấy năm à?
Bên nét nó bữa nay hắn cũng là ngày 22 luôn à. Ý là nét nó cũng thông báo là ngày 22 à. Thay đổi à.